30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới, các bạn thân mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết rằng mục tiêu chiến lược của Trung Quốc đó là xây dựng đất nước này trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ đối với các nước khác. Bắc Kinh ngày càng thể hiện rõ mong muốn này, nhắm đến vị trí cường quốc toàn cầu và vị trí số 1 thế giới trong thế hệ tiếp theo. Đảo ngược hệ thống quốc tế do Mỹ dẫn đầu và tạo ra một trật tự thế giới cạnh tranh mới của riêng mình. Lo sợ sớm bị xoán ngôi bá chủ thế giới, Mỹ đã đưa ra rất nhiều biện pháp để trừng trị quốc gia có tham vọng lớn này. Thậm chí Mỹ còn làm thân với Việt Nam, bày tỏ mong muốn được đặt căn cứ tên lửa tại Việt Nam để có thể tấn công Trung Quốc bất cứ khi nào. Thật lòng mà nói thì đúng là Việt Nam ta chẳng ưa Trung Quốc bởi những gì mà gã khổng lồ phương Bắc đã làm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước ta, cụ thể là gây hấn, xâm chiếm quần đảo hay gần hơn là bản vẽ đường lưỡi bò chín đoạn thiếu căn cứ pháp lý. Thế nhưng những điều đó liệu có đủ để chúng ta phải liên kết với Mỹ, quốc gia mà cách đây nửa thế kỷ là đối thủ của ta trong một cuộc chiến tranh lớn, gây cho nhân dân ta biết bao nỗi khổ khó có thể chữa lành. Vậy thái độ của Việt Nam sẽ như thế nào trong hoàn cảnh đó? Quyết định của Việt Nam sẽ ra sao? Để biết được câu trả lời, mời quý vị và các bạn cùng đi khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trong khoảng 10 năm trở lại đây, quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng gia tăng căng thẳng. Từ năm 2012 đến năm 2017, Trung Quốc đã phát triển tên lửa tầm trung có khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2018, Lầu Năm Góc chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một cuộc chiến trong tương lai với Trung Quốc. Vì vậy, họ đã giáo diết vận động chính phủ Việt Nam và thậm chí là cả các quan chức Đảng Cộng sản với hy vọng Việt Nam sẽ ủng hộ thỏa thuận cho phép Mỹ đặt căn cứ tên lửa tại quốc gia này để đối phó với các thách thức từ Bắc Kinh. Mỹ và các cơ quan quân sự cũng bắt đầu thực hiện những chiến lược mới, trong đó thủy quân lục chiến Mỹ cùng với các hệ thống tên lửa sẽ phân tán trên mạng lưới các căn cứ nhỏ, thô sơ và có thể di chuyển liên tục từ căn cứ này sang căn cứ khác. Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhanh chóng nhận ra rằng họ cần tiếp cận Việt Nam để có thể đặt căn cứ tên lửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tấn công mục tiêu Trung Quốc khi xung đột Mỹ-Trung có chẳng may xảy ra. Việt Nam là một sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Trong bối cảnh các đồng minh khác của Mỹ như Australia, Philippines đều đã công khai loại trừ việc sở hữu tên lửa có khả năng tấn công Trung Quốc, Hàn Quốc cũng được cho là không đồng ý. Trong khi đó, Indonesia và Singapore thì quá phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc nên không được Hoa Kỳ quan tâm đặt vấn đề. Trong khi đó, quốc gia Việt Nam có đầy đủ các yếu tố cần và đủ cho điều đó. Cụ thể, Việt Nam ta có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong chính sách ngăn chặn làm suy yếu Trung Quốc của Mỹ, là quốc gia láng giềng có đường biên giới chung với Trung Quốc. Hầu hết các hoạt động của gã khổng lồ phương Bắc này trên Biển Đông đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của lãnh thổ Việt Nam ta. Với vị trí này, Mỹ hoàn toàn có thể có những căn cứ tốt để chống lại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được biết đến là một quốc gia đã từng đánh bại Trung Quốc vào năm 1979. Tiềm lực quốc phòng hiện nay thì đang ngày càng được nâng cấp nữa, thế nên việc liên minh với Việt Nam sẽ giúp ích không nhỏ cho Hoa Kỳ trong chiến lược chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Sự thành ý của Lầu Năm Góc với Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ hơn khi Bộ trưởng Quốc phòng thời điểm đó là James Mattis thăm Việt Nam trong cả hai năm liên tiếp năm 2017-2018, nhiều lần gặp gỡ với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong chuyến thăm vào tháng 1 năm 2018, ông Mattis đã nhiệt tình nói về tương lai hợp tác Việt-Mỹ và khéo léo bày tỏ quan điểm bằng cách gọi hai nước là những đối tác cùng chí hướng. Tiếp tục vào tháng 4 năm 2019, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson đã đến thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Người kế nhiệm của Mattis, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong một chuyến thăm vào tháng 11 năm 2019, gặp gỡ không chỉ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mà còn gặp cả Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản, ông Trần Quốc Vượng. Trước những biểu hiện đầy thành ý cùng với hợp tác để chống lại Trung Quốc đầy hấp dẫn như vậy, thì thái độ của Việt Nam ta như thế nào?
việc đột ngột hủy bỏ 15 hoạt động giao lưu quốc phòng với Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch trước vào tháng 10 năm 2019 mà hoàn toàn không có một lời giải thích công khai. Có thể nhận thấy đây là một tín hiệu từ chối khéo léo từ phía Việt Nam. Đó là những suy đoán của tin mới thôi. Để hiểu sâu hơn thì chúng ta lắng nghe những phân tích tiếp theo nhé. Đầu tiên là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người nghĩ rằng đây là mối quan hệ thù địch với nhiều xung đột, khó có thể dung hòa được phải không ạ? Thế nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy đâu. Bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông hiện tại, Trung Quốc vẫn là một đối tác kinh tế lớn của Việt Nam. Quan hệ giữa hai bên vẫn đang được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Một minh chứng có thể dễ dàng nhận thấy, đó là theo kết quả điều tra, Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta, còn Việt Nam chúng ta cũng là đối tác thương mại lớn thứ 6 của nước này trong năm 2021. Các bạn thấy đấy, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thực chất là mối quan hệ vừa hợp tác lại vừa đấu tranh. Thế nhưng, hợp tác đem lại nhiều lợi ích hơn cho kinh tế nước nhà, còn nền tảng và kinh tế mới có thể phát triển hơn về mọi mặt. Kinh tế luôn là một yếu tố được ưu tiên, thế nên tại sao chúng ta lại phải bỏ đi nguồn lợi này phải không nào? Bên cạnh Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng là một đối tác chiến lược quan trọng với Việt Nam. Không thể phủ nhận quan hệ kinh tế ngoại giao tốt đẹp với Mỹ chính là một trong những chìa khóa để đưa Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên những gì Mỹ đã từng làm với đất nước ta. Dù cho giờ đây chiến tranh đã lùi xa, quan hệ giữa hai nước cũng đã có nhiều tiến triển. Thế nhưng việc tin tưởng hoàn toàn là điều không thể. Càng không thể đặt niềm tin được khi nhìn vào những gì mà Mỹ đã đối xử với các đồng minh của mình trong quá khứ. Chế độ Sài Gòn là một ví dụ điển hình. Sau khi ký hiệp định Paris, Mỹ đã lẳng lặng rút hết quân lực khỏi miền Nam Việt Nam vào tháng 3 năm 1973, khiến cho tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa thống trị thời bấy giờ xuống cấp nghiêm trọng. Việc Mỹ bỏ đi trong im lặng như vậy chẳng khác nào một hành động vứt bỏ chính quyền này cả. Chính điều này đã góp phần tạo nên chiến thắng dễ dàng hơn cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam, cuối cùng là đi tới thống nhất hai miền Nam Bắc. Hay như Philippines, Liên minh Mỹ-Philippines ra đời khi hai bên ký hiệp ước phòng thủ chung năm 1951. Theo đó sẽ tương trợ nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. Thế nhưng, khi Philippines bị Trung Quốc gây hấn, một tàu cá của nước này bị tàu nước bạn đâm chìm hồi tháng 6 năm 2019 thì Mỹ hoàn toàn không có một động thái nào. Dù cho có cam kết chính thức, nhưng Mỹ gần như không thể hiện được gì trong mối quan hệ liên minh này. Gần đây nhất vào tháng 10 năm 2019, Mỹ lại một lần nữa bỏ rơi đồng minh của mình khi đẩy những chiến binh người Quốc vào tay của kẻ thù Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi trước đó người Quốc được Mỹ xem là đối tác có khả năng hoạt động hiệu quả nhất trong việc chiến đấu lại nhà nước Hồi giáo tự xưng là IS ở Syria. Quá tam ba bận, vậy thì chúng ta liệu có nên liên minh với họ không? Khi không thể biết được họ sẽ rời bỏ ta vào lúc nào. Thực chất, họ chỉ đang tìm cách để ngăn chặn sự bành trướng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, bản chất là phục vụ cho lợi ích của riêng, chứ tuyệt đối không có gì đảm bảo cho phía đồng minh cả. Thêm nữa, trong quan hệ với Việt Nam, Mỹ còn thường xuyên đứng sau có những hành động không mấy tốt đẹp, nếu nói đúng hơn là đâm sau lưng đấy ạ. Chẳng hạn như họ luôn ra dạ lên tiếng cho thứ gọi là nhân quyền rồi âm thầm đứng sau ủng hộ các tổ chức chống đối như việc tăng cấp thành phần bất đồng chính kiến, gây rối an ninh Việt Nam. Trong quá khứ, cuộc chiến với Campuchia dù đã tận mắt trông thấy các bằng chứng không thể chối cãi của Khmer Đỏ, những vụ diệt chủng khủng khiếp của người dân Campuchia và Việt Nam, nhưng Mỹ vẫn ngang nhiên đồng tình, khiến Việt Nam gặp vô vàn những khó khăn. Chừng đó thôi, thực sự là quá đủ với Việt Nam ta rồi. Phương án tối ưu nhất cho Việt Nam vẫn nên ở thế trung lập, không nghiêng hẳn về bất cứ phía nào cả. Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rằng không thể phụ thuộc vào ai để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như giữ vững nền độc lập tự do quốc gia. Điều đó chẳng khác nào giao vận mệnh quốc gia vào tay kẻ khác để họ có quyền thao túng, tự tung tự tác phải không ạ? Ngoài ra, phương án này của Việt Nam bắt nguồn từ những bài học ngoại giao trong quá khứ khi chúng ta đã không thể cân bằng được quan hệ Xô-Trung dẫn tới việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Xô năm 1978. Đứng hẳn về phía Liên Xô sau đó cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Trung Quốc thúc đẩy cuộc tấn công biên giới Việt Nam vào năm 1979. Cái giá phải trả cho việc không thể cân bằng quan hệ cùng với nước lớn là quá lớn, giúp cho Việt Nam có cái nhìn đúng đắn hơn vào thời điểm hiện tại để không đưa mình một lần nữa vào thế khó. Suy cho cùng, sự trung lập chính là chìa khóa đảm bảo cho sự an toàn và ổn định để nước ta tiếp tục phát triển, đi lên theo đúng định hướng đã đề ra. Sự cân bằng được giữ càng lâu, chúng ta càng có lợi, thế nên chiến dịch Lầu Năm Góc lôi kéo Việt Nam và Liên minh chống Trung Quốc cho thấy sự ảo tưởng về chiến lược của họ.
sẽ chẳng có ai dại dột đưa mình vào con đường không mấy sáng lạn này, phải không ạ? Chúng ta sẽ nghiêm túc thực hiện những gì chính phủ đề ra. Chính sách 3-0 được Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhắc đến trong chuyến thăm Trung Quốc. Chính sách đó bao gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Những lời của Thứ trưởng cũng chính là lời khẳng định rõ ràng rằng Việt Nam sẽ không liên minh quân sự với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ như thế nào về chủ đề này? Lựa chọn của Việt Nam chúng ta là hợp lý chứ? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết nữa nhé! Cũng đừng quên comment cho chúng mình những nhận định, suy nghĩ của các bạn. Đồng thời ấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trên những video tiếp theo! Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.